Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một thương hiệu thẩm mỹ nhượng quyền chính thức từ xứ sở kim chi, đã có mặt tại Việt Nam. Được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Bệnh viện hoạt động theo mô hình chuyên sâu toàn diện về phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa kỹ thuật cao, chăm sóc và điều trị da cao cấp. Với đội ngũ bác sĩ Việt Hàn giỏi chuyên môn, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn. JW, nhan sắc mới, khởi đầu mới. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Chương trình do Gia Cát Media thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 13h25 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Và chương trình hân hạnh nhận được sự đồng hành từ Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Quý vị thân mến, trước khi chúng ta đến với câu chuyện của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ những vị khách mời rất là quen thuộc. Đầu tiên xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Dạ, chào bác sĩ. Dạ anh Thơ, chào quý vị. Dạ. Và một vị khách mời rất là đặc biệt nữa sẽ đồng hành cùng với anh Thơ cũng như là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung trong chương trình ngày hôm nay. Đó là một nghệ sĩ đã có một sự quay trở lại vô cùng ngoạn mục trong showbiz sau khi được đông đảo cư dân mạng lục lại những cái thước phim cũng như là sự diễn xuất vô cùng ấn tượng của Nguyệt trong Phía Trước Là Bầu Trời. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ diễn viên Hà Hương. Xin chào anh Thơ, xin chào bác sĩ Tú Dung và xin chào khán thính giả của VTV9. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn bác sĩ cũng như là chị Hà Hương đã dành thời gian để đến với chương trình và đồng hành cùng với chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Ngày hôm nay thì anh Thơ muốn nói đến về ước mong. Khi mà chúng ta nói đến ước mong thì chúng ta sẽ nghĩ đến những cái ước mơ, những cái mong muốn của mỗi một con người. Thường thì đã lỡ mơ, đã lỡ mong rồi thì chúng ta hay mơ những cái rất là xa xôi, đúng không ạ? Tuy nhiên cũng có những cái ước mong rất là bình dị, đó là mong cầu một cuộc sống mà an yên. Thế nhưng nhân vật của chương trình ngày hôm nay là chị Vũ Thị Hồng. Sau khi mà liên lạc với chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới thì chị có chia sẻ về cái ước mong của mình mà chị mãi chưa thể thực hiện được. Vậy thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những cái tâm sự của chị Hồng để xem là ước mong của chị là gì, mà tại sao là chị đã không thể thực hiện được cho bản thân mình mà phải nhờ đến chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới. Xin mời quý vị. Xin chào, tôi tên là Vũ Thị Hồng. Năm nay tôi 32 tuổi. Tôi đã lập gia đình và hiện tại tôi đã có 3 con. Quê tôi là thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nhưng mà vì ở quê thì cuộc sống cũng vất vả khó khăn mà không có dư dả. Trước khi vào thì tôi cũng xin vào làm công nhân, nhưng mà đồng lương nó rất là ít, không đủ trang trải cuộc sống. Thì nói chung thì là người phụ nữ thì ai cũng muốn mình đẹp, nhưng mà không may thì mình sinh ra nó đã như vậy rồi. Thì lúc nhỏ thì tôi không có ý thức được. Đến khi tôi học đến cấp 2 thì các bạn nam đã trêu tôi rồi. Chê tôi, nói chung là những cái từ mà mình cảm thấy mình bị xúc phạm mà. Nhưng mà mình, bản thân mình như vậy rồi thì xúc phạm thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Bởi vì ngoại hình mình đã như vậy rồi. Thế cho nên là tôi không nghĩ là mình sẽ thay đổi được khuôn mặt của mình. Nhưng mà mình mong mình ra ngoài này, kể cả bây giờ cũng vậy, cuộc sống của tôi cũng vậy. Khi giao tiếp chuyện trò với mọi người, tôi không dám nhìn thẳng vào mọi người, bởi vì gương mặt của mình nó không ấy, mình rất sợ mọi người nhìn mình, cũng không thích giao tiếp giao tiếp gì mấy. Gia cảnh khó khăn nên phải cùng chồng gồng gánh san sẻ nỗi lo kinh tế, cùng rời quê tha hương vào Bình Dương lập nghiệp, để lại 3 đứa con cậy nhờ ông bà chăm sóc. Nhưng bởi vì chị Vũ Thị Hồng quá nhút nhát, quá tự ti về khiếm khuyết hàm hô của mình nên chẳng bao giờ một lần dám nhìn thẳng vào người đối diện để tạo niềm tin và thể hiện bản thân mình. Có lẽ vì vậy mà công việc trầy trật mãi chị mới xin được, cũng chỉ là một công nhân lao động với đồng lương bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Người ta nói ước mong con người thường là những điều cao xa khó với, và với chị Vũ Thị Hồng, chua xót thay, ước mong được một lần tự tin nhìn thẳng vào người đối diện khi giao tiếp lại chính là điều xa vời khó với của bản thân chị trong gần 30 năm luôn né tránh ánh mắt của người đời. Bản thân anh Thơ là một người phụ nữ, cho nên thực sự không hiểu sao mà anh Thơ luôn có cảm giác rất là xót khi có một cái người phụ nữ nào đó mà họ bị mặc cảm liên quan đến cái ngoại hình, đến nỗi mà cái việc nhìn thẳng người đối diện mà họ cũng không dám. Hà Hương muốn giao lưu với mọi người, muốn nói chuyện với mọi người, Hà Hương anh nhìn thẳng vào mắt nó. À, đúng rồi. Và nếu như một người phụ nữ đối diện mà họ cụp mắt xuống, họ không thể nói chuyện được với mình, thì cái truyền tải qua cái lời nói thiếu đi cái sức mạnh của mình rất là nhiều. Và rõ ràng là cũng sẽ làm mất đi rất nhiều các cơ hội. Thì như Hà Hương vừa mới nhìn, cái người phụ nữ này thực sự cũng không phải là một cái người phụ nữ quá xấu. Thế nhưng mà thể hiện rằng là chị ấy rất thiếu tự tin. Dạ thưa bác sĩ, khi mà bác sĩ lần đầu tiên mà tiếp xúc với chị Vũ Thị Hồng thì lúc đó bác sĩ cảm nhận chị như thế nào? Đã hồi cấp 2 đi học là bị nhiều người trêu chọc vì mình có ngoại hình, cái hàm nó hô nhiều. Nhưng mà qua mình thấy đúng là cô này bị hô, nhưng mà không là quá nặng so với một số người khác. Nhưng mà đó là một cái tình trạng bất thường về hàm và tình trạng bệnh lý về răng miệng. Thì nếu người phụ nữ chúng ta há ra mà người ta thấy hô móm thì nó rất là mặc cảm. Và bạn này chính vì từ nhỏ mà bị nhiều người trêu chọc mà nó ăn vào trong cái tâm lý người ta lúc nào cũng bị mặc cảm hết. Bạn này rất là tội nghiệp, vấn đề tổn thương tâm lý. Thật ra thì những cái điều mà mình chia sẻ là từ sự đồng cảm khi mà mình nghe một người phụ nữ cũng là giống như mình là chia sẻ về cái nỗi mặc cảm tự ti liên quan đến ngoại hình. Nhưng thực sự ra bản thân anh Thơ nha, khi mà ở ngoài cuộc sống bình thường anh Thơ tiếp xúc với mọi người hay nói là chị nói vậy thôi chứ làm sao mà chị hiểu được cái cảm giác của em, tại vì chị là nghệ sĩ, chị rất là đẹp. Chẳng hạn như chị Hà Hương nè, người phụ nữ xinh đẹp như thế này, chắc chắn là chị rất là tự tin về ngoại hình của mình rồi, thì làm sao mà chị có thể đồng cảm được với một người mà họ đang gặp rất là nhiều cái rào cản, rất là nhiều những cái trở ngại trong cuộc sống liên quan đến ngoại hình. Hà Hương đã có lần gặp một cái trở ngại mà với cái vẻ bề ngoài của mình không đủ để thuyết phục. Đó là cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21. Thì em đã lọt vào đến vòng gần cuối cùng, gọi là cái vòng mà ứng xử trả lời. Thì khi em ngồi trước ban giám khảo gồm có đạo diễn Lê Hoàng, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh và nhà thơ Đỗ Trung Quân, là những cái người cực kỳ có kinh nghiệm và cực kỳ ở trong cuộc sống. Họ có quá nhiều cái kỹ năng. Bị choáng ngợp trước ba vị giám khảo đó và em không thể cất lên được. Cái vòng đó là em bị out khỏi cái chương trình. Mà trước đó thì mọi người nói rằng là em dường như là một trong 4 người chắc chắn sẽ đạt đến cái đỉnh vinh quang. Em hiểu được cái cảm giác của một cái sự choáng ngợp, của một cái sự suy sụp mà mình không đủ tự tin để mình diễn tả được cái ý nghĩ của mình. Thì em hiểu cái cảm giác là tự ti của bạn Hồng này như thế nào. Em hiểu ý chị rồi, thật nghĩa là mỗi một chúng ta thì đôi khi chúng ta gặp phải một vài cái nỗi tự ti mặc cảm của riêng mình. Đúng rồi. Thì chị á là có những cái tự ti rằng là mình còn non trẻ, đúng mình rồi. Còn yếu kém so với những cây đề đang ngồi trước mặt mình. Cho nên là nó lấn át tất cả những cái tự tin rằng là tôi trẻ, tôi đẹp, tôi rất là nhiều kiến thức. Đúng là rồi. Lúc đó không còn là một cô Hà Hương tự tin trên sân khấu nữa, mà là hoàn toàn nhỏ bé. Thành ra thí dụ như chúng ta không ở trong hoàn cảnh đó, một người khác có thể nói là chị đâu có quá, cái gương mặt của chị vẫn ổn mà, chị không quá xinh đẹp nhưng nó vẫn ổn, tôi không có thấy vấn đề với gương mặt của chị. Nhưng mà bản thân mình lại không tin vào điều đó. Đúng rồi. Mình vẫn thấy mình rất tự ti, rất là mặc cảm, cho nên lấn át hết tất cả lý trí, lấn át hết tất cả những cái tự tin khác còn lại của bản thân mình để mình có thể thể hiện những cái điều đó ra. Vậy thưa bác sĩ, với trường hợp của chị Vũ Thị Hồng, lúc nãy bác sĩ có chia sẻ đây là cái trường hợp không quá nặng, tại vì em biết là chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới thì nhận được rất nhiều hồ sơ. Thì giữa rất nhiều hồ sơ đó thì chúng ta luôn ưu tiên cho những cái trường hợp mà đang thực sự cần tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để giống như là một cái cứu cánh, giúp họ có thêm cái cơ hội nữa để tự tin hơn, để hòa nhập lại với cuộc sống. Vậy thì tại sao với cái trường hợp mà bác sĩ đánh giá là không quá nặng như thế này mà bác sĩ vẫn đồng ý để hỗ trợ? Thì đầu tiên mình nói chị Hồng á, đầu tiên là về ngoại hình, về cấu trúc hàm mặt thành phố có bị khô rõ ràng. Mà đây mà trường hợp khô điển hình về xương, khô hai hàm, về chỉ định điều trị trong trường hợp khó chỉ định bắt buộc phải phẫu thuật. Thì khô do xương chứ không phải khô do răng miệng thanh niên răng. Là trường hợp đầu tiên mình chỉ định đúng trước đã. Thứ hai thì mình cũng rất là tội nghiệp cho bạn Hồng là có 3 đứa con mà phải gửi ông bà ở ngoài Quảng Ninh vào trong tới Bình Dương để làm việc. Hai vợ chồng thì công nhân thì không thể đủ kinh phí để làm. Và chính vì cái ngoại hình mà đi ra nói chuyện người ta không nhìn vô mặt người ta, đến bây giờ chỉ vẫn khao khát là mình được thay đổi một chút để mình tự tin. Vậy thì với cái trường hợp của chị Hồng thì bác sĩ đã chỉ định cụ thể là cái ca phẫu thuật đó là sẽ thực hiện như thế nào để mà hỗ trợ chị ấy? Như tôi vừa nói thì cái bạn Hồng thì hô hàm trên và hàm dưới là hô xương, thì chúng ta có một phẫu thuật cắt hàm trên và hàm dưới là kéo lùi bàn để cho hàm hết hồn. Đây là phẫu thuật hàm. Nhìn thì có vẻ là bình thường như vậy, thế nhưng mà em cảm giác rằng là rất đau đúng không? Bởi vì là như Hà Hương thấy rằng là dù mình đứt tay có một chút xíu thôi, mình cũng cảm thấy nó rất là đau đớn rồi. Huống hồ là cái mặt mình như vậy à? Chị thấy em cười không? Lý do là vì đây là cái tâm lý và câu hỏi của bản thân em, cũng như là của rất là nhiều chị em khác khi mà vừa nghe bác sĩ mô tả. Thật ra nếu mà nói về phẫu thuật á, thì ai cũng sẽ đau chắc chắn. Kể cả bác sĩ mà nghe nó cắt vô xương, cắt vô hàm mặt rất là sợ. Thì bây giờ chúng ta sẽ gặp trực tiếp bạn Hồng để mình nói là bạn sẽ diễn ra như thế nào, bạn là người trực tiếp nói cái đó chính xác hơn. Wow, thế thì còn gì bằng nữa anh ạ? Có bạn Hồng ở đây hôm nay ạ. Dạ đúng rồi, thật ra là từ nãy giờ á, thì trước khi mà chúng ta ghi hình thì chị cũng đã nhìn thấy bạn Hồng rồi, nhưng mà dường như là chị không có nhận ra thì phải. Ồ thế à? Dạ. Bây giờ thì xin mời chị Hà Hương cũng như là mời quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ lại chị Vũ Thị Hồng sau khi được chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới hỗ trợ một ca phẫu thuật hàm hô. Xin mời quý vị. Hương. Dạ em mời chị ngồi. Em chào tất cả các vị khán giả. Wow. Sau khi mà nhìn với cái hình ở trên này và với vẻ bề ngoài bây giờ thì thực sự không nhận ra nữa. Bạn Hồng ơi, cho mình hỏi một cái, cảm giác của bạn như thế nào sau khi có một cái ngoại hình như này? Về nhà chồng rồi con rồi mọi người ngạc nhiên không? Lúc còn đang dùng băng, chồng em cũng đã thấy sự thay đổi rồi. Nhưng mà khi tháo băng ra về nhà thì con em nó cũng gọi video thì con em nó là sao mặt mẹ sưng đấy. Thì em không có dám nói thẳng. Đến hôm mấy hôm sau thì con em nó thay đổi. Nó bảo mẹ, đúng mẹ thay đổi cái gì rồi. Thì em mới bảo là mẹ mới đi làm hàm. Thì con em nó mới bảo là nhìn mẹ đẹp hơn, trẻ hơn. Chắc chắn rồi. Mọi người giật mình không nhận ra em. Có người chơi với em suốt mà còn người xung quanh nói là bà đấy đó, không phải bà khác đâu. Thì người nó lại không tin, lấy điện thoại để gọi vào số của em. Xem là có đúng là em có không? Đúng số đó không? Có đúng số của em, có đúng là em nghe máy bạn không? Bạn Hồng đấy không hả? Thì người ta nghe xong, người ta gọi điện xong, người ta chạy ra chỗ em thì thấy em đang cầm máy. Người ta bảo, không, vẫn không phải là bà, cũng không phải là bà. Người ta vẫn còn khẳng định em là như vậy. Trời, cố chấp dễ sợ. Cố chấp dễ sợ đúng không? Nhưng mà sao bảo là thực ra đây là em gái của Hồng, cũng tên là Hồng. Nhưng mà em gái, một cái khởi đầu mới, một cái sự gọi là tự tin và thay đổi làm cho Hồng đẹp lên rất nhiều. Chị Hồng nè, khi mà em xem trong cái phóng sự mà chị chia sẻ trước khi phẫu thuật á, em rất là sót, tại vì cũng là phụ nữ với nhau mà. Khi chị nghe chị nói là chị không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Nhưng bữa nay có một cái điều chị Hà Hương có để ý không? Bắt đầu lén lén nhìn rồi đó. Cũng vẫn còn cái thói quen cũ đúng không ạ? Đúng rồi. Nói chuyện là vẫn nhìn xuống nè, nhưng mà lâu lâu lén lén nhìn lên. Đó là mình thay đổi từ từ chị nhé. Nhưng mà cho em hỏi, như em với chị Hà Hương khi mà nhìn đó thì vẫn cảm nhận được là đúng là mình bị hô. Nhưng nhìn tổng thể thì gương mặt của mình vẫn có cái nét duyên dáng riêng. Là lý do làm sao mà lúc đó mình lại tự ti đến mức đó hả chị? Lúc còn nhỏ thì em cũng chưa có ý thức về bản thân, cũng không có nghĩ nhiều về cái khuôn mặt của mình lắm. Nhưng khi em đi học cấp 2, các bạn nam thì nói chung là giữ khoảng cách với mình nhiều hơn. Em ấn tượng nhất là một bạn nói một câu là con răng vỗ cắn nổ lốp xe. Bạn nói câu như vậy là em đã biết là bạn nói câu vậy là đã xúc phạm với mình rồi. Nhưng mà khi đó thì mình vẫn là học sinh mà ra cảnh nhà mình thì rất là khó khăn. Mình cũng không nghĩ là mình có cơ hội, hay là mình nghĩ là mình sẽ thay đổi bản thân, nhưng mình không biết là mình phải thay đổi một cách nào. Mình đi xin việc, nói chung là người ta nhận và mình là chỉ là để cho đủ công nhân thôi. Nếu như theo ngoại hình của mình thì mình sẽ được vào những cái công việc lương nó ổn định hơn một xíu, chỗ nhàn hơn một xíu. Nhưng mà khi mình có thì mình vào công việc mà nó vất vả hơn một xíu. Đến lúc đó mình cũng đã biết là nó gặp nhiều khó khăn trong cái giao tiếp rồi sinh hoạt. Hỏi cái câu chuyện này nó hơi riêng tư một chút. Lần đầu tiên bạn gặp anh xã thì là như thế nào? Bởi vì Hương cảm thấy rằng anh xã đã vượt qua được tất cả những cái trở ngại đó để bây giờ bạn có một cái gia đình hạnh phúc, mặc dù là hai vợ chồng đang rất là vất vả, gửi ba đứa trẻ ở tận Quảng Ninh để lên vào tận Bình Dương để làm thuê. Em gặp chồng em thì chồng em cũng đơn giản, chồng em cũng không yêu cầu về ngoại hình phải đẹp. Chúng em chỉ đến với nhau xuất phát từ tiếng gọi con tim thôi. Lúc tìm hiểu chồng em cũng không có nói ý là nói ý tứ gì về ngoại hình của em hết. Em thấy phụ nữ mà người ta hay nói là cái phấn đấu lớn nhất đó là phấn đấu có được một cái gia đình hạnh phúc. Thì ở đây là mình cũng đã đạt được cái điều đó rồi. Cái lúc mà mình quyết định mình thực hiện một ca phẫu thuật, giống như Thơ với lại chị Hà Hương nói nghe bác sĩ mà nói về cái ca phẫu thuật sẽ như thế nào á, thì thật sự rất là sợ. Rồi ông xã khi mà nghe xong vậy ông xã có ủng hộ thật sự không, hay là mình cũng phải thuyết phục ông xã? Chồng em lúc đầu thì cũng phản đối lắm, nhưng về sau em quyết định làm thì chồng em cũng ủng hộ, cũng đưa em đi thăm khám. Thực ra là đàn ông là quá may mắn. Người đàn ông đó quá yêu thương, quá là chiều chuộng. Anh không đồng ý cho chị thực hiện phẫu thuật bởi vì anh nghĩ rằng là chị sẽ chịu những cái đau đớn rất là nhiều, và không biết rằng là có ảnh hưởng đến sức khỏe của chị sau này hay không. Thực sự là người đàn ông đó quá ấm áp. Tất nhiên rõ ràng là bất kỳ một người thân nào họ hoàn toàn thông cảm được về cái tự ti về ngoại hình cho mình, nhưng mà họ quá yêu thương mình dù cho ngoại hình của mình như thế nào. Thì cái điều mà họ lo lắng nhất đó là những cái ảnh hưởng về sau liên quan đến sức khỏe. Thì bây một giờ bà mẹ ba con đúng rồi phải nhờ bác sĩ giải đáp là nó có ảnh hưởng gì về lâu về dài hay không. Đúng rồi, thì cái phẫu thuật nào chúng ta cũng thấy có một cái nguy cơ đó hết. Chúng ta chích thuốc cũng có nguy cơ của thuốc, ví dụ là thuốc nó sốc không với vấn đề đó. Tuy nhiên là cái phẫu thuật hàm, đặc biệt phẫu thuật hàm hô mà cắt tiền đình, đó là chúng ta nhổ 2 răng số, cắt qua cái cung nó kéo lùi về sau, là một trong phẫu thuật đó là an toàn nhất và tỷ lệ thành công là cao. Nếu bị hô do xương 100% thành công là hết hô. Cái vấn đề biến chứng là ví dụ mổ xong bệnh nhân có ê buốt hay cái chảy máu hay cái gì đó, có những tác dụng phụ nhưng mà đa phần nó nhẹ nhàng và giữ được hết. Nhưng mà về lâu về dài, có khi nào tự nhiên đến một cái tuổi nào đó mình lớn tuổi, cái mình có thể nhai được không? Trở trời, cái mình đau không nhai được, cái không nhai được không ăn uống. Đây là cái phẫu thuật chủ động. Chúng ta thấy là khi cái răng số 4 ta nhổ ra, ta cắt qua rồi ta kéo xương vào, ta ráp lại. Nguyên tắc của xương lành bình thường 4 đến 6 tuần, tùy với tuổi, càng trẻ lành càng nhanh. Cũng như chúng ta thấy một số cầu thủ đá banh xong người ta đá xong gãy chân liền không? Rất nặng. Nhưng mà tại sao vào cái bệnh viện bác sĩ sắp xếp xương lại, sắp xếp lại liền phẫu thuật, tất cả mọi thứ thì cũng 3-4 tháng sau, thậm chí 1 năm sau người ta tiếp tục là chạy đá banh. Cái vấn đề là chúng ta chủ động để cắt, ta khắp rồi thì hai cái xương nó dính vào nhau, đúng thì khoảng 6 tuần đã lành hoàn toàn. Cái ca phẫu thuật khi mà diễn ra thực tế có diễn ra đúng như những gì mình đã tiên lượng hay không? Và chúng ta nhìn cái hình trên màn hình đúng không? Có thấy không? Là bạn hô xương rất là nhiều. Và cái thứ hai là răng bạn rất là đều, mà hô xương răng đều không cộng kiểm thì chúng ta phẫu thuật là chỉ định đúng. Nếu chúng ta phẫu thuật đúng cái đó thì sau khi đã chẩn đoán này hô xương hoàn toàn thì đã phẫu thuật cắt hàm trên hàm dưới, thì cái phẫu thuật này nó rất là diễn biến rất là thuận lợi, nó đúng như cái dự tính của mình ban đầu. Và chúng ta thấy sau phẫu thuật thì cái sự thay đổi của bạn Hồng rất là tuyệt vời đó. Bạn Hồng ơi, cho Hà Hương hỏi một chút hơi riêng tư thôi là khi về thì đó bạn có chia sẻ là con thì khen mẹ đẹp này, ông xã thì như thế nào, có yêu thương vợ mình hơn không hay là có nhìn vợ mình với ánh mắt đắm đuối hơn hay không? Anh không bao giờ khen trước mặt em hết nhưng mà em hỏi anh ơi nhìn em thế nào thì anh chỉ tủm tỉm thôi, không phải anh không nói gì hết, là anh quay đi anh chỉ cười vậy, là không nói là đẹp hơn hay là như thế nào, bởi vì chồng em không quan niệm là đẹp hơn hay xấu hơn. Có một điều Hà Hương nghĩ rằng là chắc chắn anh đã bây giờ lo mất vợ nhiều hơn. Các bạn có nghĩ thế không? Anh với cái nhìn của một người đàn ông thôi, thì nếu mà vợ anh có những cái thay đổi một cách đột biến mà đẹp lên trong dạng dỡ, rõ ràng anh có lo lắng đúng không? Chắc chắn là về khi mình thấy người phụ nữ mình xinh đẹp, mình được nhiều người quan tâm, chắc chắn mình lo chứ. Một người đàn ông cho hay. Một người đàn ông cho hay, chứ không phải là chị em phụ nữ mình là hay tôn nhau lên rồi thế nọ kia đúng không? Em thấy là anh chồng của chị rất là tâm lý luôn. Lúc mà vợ mình tự ti, lúc nào cũng động viên em ổn, em xinh đẹp trong mắt anh. Khi em đẹp lên, không có tấm tắc khen đẹp Tại vì vậy thì có vẻ giống như là mình kêu hồi xưa vậy thôi, này hiểu tâm lý quá. Nhưng mà hỏi cái là tủm tỉm cười quay đi thôi, trời ơi, anh chồng này tâm lý quá. Đúng rồi dạ. Chị hồi nãy á, em thấy được cái sự rạng rỡ trong ánh mắt của chị khi mà chị kể về trường hợp là những người bạn khen mình đẹp, rồi con mình khen bữa nay mẹ trẻ mẹ đẹp hơn. Dạ. Lần đầu tiên trong đời được nghe mọi người khen đẹp, cảm xúc của chị như thế nào? Em cảm thấy mình hạnh phúc lắm, như được bác sĩ, một người cha sinh ra lần thứ hai vậy ạ. Được thay đổi ngoại hình, được tự tin hơn, được diện những bộ đồ đẹp hơn. Ngày xưa thì mình xấu, mình không dám ăn mặc, không dám diện, không dám gì hết. Nhưng mà từ ngày bác sĩ thay đổi cái khuôn mặt cho em thì em cảm thấy mình như kiểu được sinh ra lần thứ hai vậy ạ. Nhớ một ấn tượng là khi mổ xong, có bạn đó mổ xong mà nằm giường khóc luôn. Hồi đó là nằm giường vẫn tỉnh mà mới nằm mổ xong khóc đó. Nhớ cái người nọ là tại sao mình khóc vậy? Bác sĩ lo là có bị gì không đúng không? Bạn đó từ sau khi mổ xong bạn cầm cái kiếm coi, bạn thấy một sự thay đổi kinh khủng luôn, vì quá hạnh phúc mà khóc. Cái này không chỉ là mình mang đến cho họ một cái nhan sắc mới, mà là bác sĩ cũng đã mang đến cho họ một cái khởi đầu mới luôn rồi. Đúng rồi. Chị Hồng ơi, cuộc sống của chị từ khi mà được bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung hỗ trợ thì đã có sự thay đổi gì chưa chị ha? Sau khi em làm phẫu thuật xong thì cái ngoại hình của em nó thay đổi, thì hai vợ chồng em bàn nhau quyết tâm đi ra làm công việc tự do buôn bán. Nói chung thì em bán hàng thì chủ điểm là vào ban đêm, bởi vì là bán ở chợ sinh viên. Còn ban ngày thì chúng em cũng làm thêm như kiểu là ra ngoài đường bán để có chi phí gửi về quê. Nó thực sự cũng là một cái khởi đầu mới rất là tuyệt vời để cho bạn có thể tự tin giao tiếp, buôn bán với mọi người, có thể là cười, mọi người cũng thấy rằng là tươi tắn hơn, nói chuyện cũng rất là dễ chịu hơn. Nhân đây thì em cũng cảm ơn bác sĩ đã cho em một cái gương mặt dễ nhìn hơn, khả ái hơn. Mình không phải tự ti khi giao tiếp với mọi người. Thực ra thì chúng ta vẫn thường hay động viên nhau là ngoại hình thì không phải là tất cả, nhưng nó sẽ là tất cả vấn đề nếu như vì cái khiếm khuyết ngoại hình nó gây ra những cái nỗi tự ti và mặc cảm. Và ngày hôm nay thì chị Vũ Thị Hồng là một trong những nhân cứu sống, chia sẻ rất là rõ ràng về cái câu chuyện rằng là vì cái nỗi mặc cảm tự ti đó nó đã cản trở rất là nhiều những cái cơ hội phát triển trong cuộc sống của chúng ta. Và mong là với món quà từ chương trình, món quà từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung dành cho chị như thế này thì sẽ giúp chị tự tin để vui sống nè, có một cuộc sống hạnh phúc hơn, cũng như là càng ngày càng phát triển hơn nữa trong kinh tế để làm chỗ dựa cho chồng và cho các con. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn chị Hà Hương, cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với anh Thơ để chia sẻ câu chuyện về chị Vũ Thị Hồng. Cảm ơn chị Hồng rất là nhiều đã tham dự chương trình ạ. Và thưa quý vị, để có thể dễ dàng hơn trong việc liên lạc với chương trình này, cũng như là để có thể chia sẻ cái câu chuyện của chính bản thân mình, thì quý vị đừng có ngần ngại hay liên lạc với chúng tôi nhé, thông qua fanpage là facebook.com/nhan sắc mới khởi đầu mới, hoặc là gọi vào số hotline 0968681111. Đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Chúng tôi rất là cảm ơn Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới xin được chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau, sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 13:25 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam.